Vâng, trận thi đấu thứ hai, thể loại solo xèng giữa Đỗ Thánh và Chim Sẻ. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy là một trận thi đấu quá hay của game thủ Đỗ Thánh khi mà bài của Chim Sẻ không đạt được 5A. Thì anh ta cho Chim Sẻ về với bản luôn, về với Tân Lập luôn. Trong khoảng 4 tơn cung đầu, Chim Sẻ đánh 4A, còn Đỗ Thánh là người đánh 5A. Thì hai game thủ đều cho khán giả chóng mặt luôn, không ai chết cung R nào cả. Nhưng tơn thứ 5, tơn thứ 6 thì đã có sự khác biệt dành cho cả hai game thủ. Đỗ Thánh đã có thể và hai game thủ bắt đầu vã vào nhau nhiều hơn khi mà lượng cung R là quá đông rồi. Còn khi mà điều tỉ mỉ, Chim Sẻ chúng ta cũng điều cho Đỗ Thánh cũng gọi là quay cuồng. Mặc dù là 4A đấu với Nam A. Đây là trận thi đấu thứ hai. Và Chim Sẻ không được ăn hiệu voi trước, nhưng gỗ đầu là tương đối gần, đã có hai bãi quả mặc dù nó hơi xấu xí quả bí. Nhưng với Seang thì mình nghĩ rằng không bị ảnh hưởng cái gì cả. Hy vọng là không bị chậm dần. Vâng, cuộc đối đầu giữa Chim Sẻ và Đỗ Thánh. Ở Việt Nam thì Chim Sẻ đang không có đối thủ về thể loại cung R và kể cả là solo dam đêm trong thời điểm hiện tại, với phong độ tương đối hủy diệt. Trong khi đó thì Đỗ Thánh cũng vừa làm cho nhiều người phải ngả mũ kính phục khi mà hạ những tay cờ có tên, có tuổi, có số, có má của AOE Trung Quốc với những tỷ số mà người ta không tưởng tượng ra được. Cuộc chạm trán này, tất nhiên Seang Long và Chim Sẻ nó vẫn mang đến một thương hiệu gì đó. Chim Sẻ và Sơ Lứa nó vẫn là một cái gì đó mà khiến khán giả phải nhớ tới. Thế nhưng nếu nói về phong độ và thành tích thi đấu thì ở thời điểm hiện tại, đây mới là trận cầu, vâng, đây mới là trận đấu được coi là kinh điển nhất của hai cộng đồng AOE Việt Nam và AOE Trung Quốc. Vâng, một bài mà nó gọi là trắng hiếu của game thủ Chim Sẻ. Đồ ăn thì tạm thời là đủ, nhưng mà các bạn có thể nhìn voi. Voi này đưa được về thì nếu không phải là Chim Sẻ thì mình cũng xin lỗi tình yêu luôn. Khó có người mà nó tỉ mỉ đến mức độ đưa hai con voi này về lắm, mặc dù đây là tốc độ 1.5. S đầu, rừng thì xấu, map thua. Theo top 1 thì người ta gọi đây là một trong những cái map thua. Thì thực sự là bài nó xấu. Sẻ thì cái bài dâng Nga của Sẻ thì nó gọi là quá xa xỉ rồi. Thế nhưng với một bài như này thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Sẻ liệu có táo bạo và táo tợn được một chút không. Dâng Nga dù chỉ một lần. Vâng, áo em chỉ mặc một lần thì nghe nhiều rồi. Kèo ACDAN ngày hôm trước Chim Sẻ để thua với tỷ số 1-4. Vậy mà cuộc gặp lại Đỗ Thánh ngày hôm nay, nếu theo cái tính cách và cách đây như kiểu 4 năm trước hay là 3 năm trước gặp Sơ Luyến, Sẻ là một trong những game thủ mà không thường, vâng, thường thì không để thua game thủ nào 2 lần trong 2 lần liên tiếp gặp mặt. Vâng, không để thua ai 2 lần liên tiếp cả. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chờ xem Sẻ làm gì khi đối đầu với quái vật Đỗ Thánh. Vâng, phải dành cho anh ta những cái từ ngữ như vậy thì mới thể hiện hết được cái phong độ hủy diệt của anh ta trong thời gian qua trong cộng đồng AOE Trung Quốc. Con voi quay đầu, hơi đáng tiếc. Thôi đi dò nhà đối phương thôi. Có lừa lừa làm bài dâng Nga thì làm. Vâng, con voi tại sao nó hư đến mức độ về đúng vị trí cũ luôn. Bài gỗ xấu tới từ Chim Sẻ. Voi điên này. Còn một chút máu thôi và nó sẽ đổ đèo đấy em ạ. Để ý ép trong turn này. Rất nhiều thao tác tay của game thủ Chim Sẻ.
và hai hit rồi. Thôi thì mày về với bản đi. Vâng, giải đấu AOE Việt Trung năm 2015 được tổ chức bởi công ty cổ phần công nghệ Game TV Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại thì Game TV đã thông báo lịch, vâng, công bố chính thức giải đấu và lịch thi đấu của giải đấu trong 3 ngày 13, 14 và ngày 15. Vâng, để chuẩn bị cho giải đấu năm nay thì đến thời điểm hiện tại Game TV rất mong nhận được sự ủng hộ của những doanh nghiệp, những nhà hảo, vâng, những nhà tài trợ cho giải đấu. Đến thời điểm hiện tại thì Game TV vẫn đang tìm kiếm cho giải đấu những nhà tài trợ vàng, những nhà tài trợ kim cương. Tất cả những doanh nghiệp có sự quan tâm tới, vâng, có mục đích để có thể quảng cáo thương hiệu của mình qua giải đấu AOE Việt Trung, đều có thể liên hệ với Game TV qua hotline 0934306666 hoặc có thể gửi mail tới hotmail của chương trình đồng hành cùng giải đấu AOE Việt Trung, đó chính là aoevietchung@gmail.com. Tất cả những doanh nghiệp muốn quảng cáo thương hiệu và sản phẩm của mình thông qua giải đấu AOE Việt Trung năm 2015 và tài trợ cho giải đấu đều có thể liên hệ với trực tiếp qua số hot, vâng, qua số hotline là 0934306666. Rất mong nhận được sự quan tâm và tài trợ của những doanh nghiệp, những đoàn thể dành cho Game TV. Lúc này thì Game TV đang rất mong muốn nhận được những hợp đồng tài trợ cho giải đấu ở các hạng mục tài trợ kim cương, tài trợ vàng và tài trợ bạc. Khi các doanh nghiệp và đoàn thể liên hệ với Game TV thì Game TV sẽ gửi tới các doanh nghiệp cũng như các cơ quan đoàn thể những hồ sơ xin tài trợ để sau đó chúng ta có thể cân nhắc và đưa đến quyết định cuối cùng. Như vậy chim sẻ lâu lắm rồi, đã từ rất lâu rồi chúng ta mới được nhìn thấy chim sẻ đánh bài 24+1, có lẽ là 4 năm rồi. Bài 24+1 ăn hoang chăng? Ăn hoang đi. Một bài đánh phiêu và chỉ tập trung vào sóc 5A và điều. Cùng chờ đợi chim sẻ đánh một bài tương đối lạ lẫm với phong cách của chính mình. Một phong cách tương đối xì tin. Như vậy là quyết định là ăn hoàng và sóc cung R. Bài 24+1. Nhưng không phải là dâng A, do cũng đã biết nhà đối phương rồi. Nhà của Đỗ Thánh trận thi đấu thứ hai này ở thể loại solo sang nằm ở góc 9 giờ. Bây giờ chúng ta cần phải xem Đỗ Thánh đánh bao nhiêu dân. 26+1 dân nữa. Thế thì căng đây. Quan trọng là sẽ đánh bài 27, xin lỗi bạn, là bài 5A với 24+1. Đỗ Thánh là 27 dân. Cơ hội để chim sẻ có thể hạ gục Đỗ Thánh trong khoảng 5 tân cung đều, 5 nhà BA. Không phải là dâng A vì cũng khoảng cách cũng là gần rồi, nhưng cách đánh là giống chiến tướng ăn hoang và sóc cung R. Hôm nay thì cần phải cơ cấu thực sự chuẩn về thực gỗ. Vâng, dù có xấu nhưng mà phải biết cơ cấu. Đánh cái bài này thì chim sẻ có lẽ chỉ cần độ 28 hoặc 29 dân rồi, sau đó không xin, vâng, không xin dân nữa, tập trung vào điều R và sóc cung R thật đều. Năm nhà BA đầu tiên, xin chúc mừng chim sẻ, nó ngon rồi, ngon từ thịt mà lại ngọt từ xương rồi. Một chiếc BS nữa, nhưng tập trung vào ăn gỗ đi.
Đây là chiếc BS thứ 3 của game thủ chim sẻ đi nào. Ba mươi dân. Như vậy chim sẻ đánh 30 dân, sau đó ngừng xin dân và tập trung vào sóc. Không, vẫn đang tiếp tục xin vì lượng gỗ đang hơi vói so với lượng thực. Rồi, 5 cung đầu tiên đẩy luôn. Xin turn thứ hai. Đều rồi. Đã đều. Đóng nghe. Tập trung vào điều turn này, đừng để sư tử nó gặp. Bị sư tử gặp mất rồi. Bắn nó, tập trung 5 cung đầu. Tiết kiệm thời gian ở thời điểm này khi mà lợi dụng cơ hội đỗ thánh chưa có tơn cung đầu, phải ăn được dân luôn và dồn ép đối phương. Đối phương đang có dãy nhà bia và đã có tơn cung g đầu tiên của mình, 5 chiếc nhà bia. Các bạn có thể thấy rằng là tới 40 giây trong game mà khi đến nhà đối phương thì đối phương cũng đã có r rồi, nhưng chim sẻ đang có một bài mà anh sẽ không cần phải tập trung nhiều vào cái việc vẽ ruộng, xin dân và cơ cấu nhà cửa nữa. Mà anh đang đánh bài chủ động là ăn hoàng và chỉ phải điều r thôi. Chỉ phải điều r thôi. Đã được 2 tơn đều, 3 tơn đều rồi và dự đoán nó sẽ là 4 tơn đều. 4 tơn đều dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Sẽ được 5 thôi. Tình huống này thì kiểu gì cũng sẽ được 5 do bãi quả còn đang ăn hoàng. Nhưng Đỗ Thánh đang thủ nhà tương đối dẻo dài, chim sẻ muốn bắn e còn Đỗ Thánh thì lại dỉa cung r. Và lượng máu những con cung r của chim sẻ đang mất đi là tương đối nhiều. Những con nó đang gọi là thương binh. Và góc điều r này thì là không có lợi cho cả hai game thủ, đều không có lợi. Chim sẻ liệu có dám tách vào không? Đã 4 tơn cung r đều dành cho chim sẻ. Nếu như mình đếm không nhầm, 4 tơn đều là 20 con rồi và sẽ có tơn thứ 5. Timeline của chim sẻ đang là 53/60. Đỗ Thánh quyết định trèo ra rồi. Rất đen, và nếu như chim sẻ có thể làm được cái gì đó, và chim sẻ đang muốn đục vào nhà của Đỗ Thánh trong turn này. Và Đỗ Thánh quyết định xuống dốc. Tiếp tục là một turn thứ 5 đều, 5 turn nhưng chưa nhìn thấy tương lai đâu. Vì đơn giản Đỗ Thánh mới chỉ chết một cung đờ, và đây là turn lao vào nhau của cả hai game thủ. Ai sẽ là người thắng đây? Đỗ Thánh tiếp tục mất cung đờ, còn chim sẻ thì không. Chim sẻ vẫn chưa chết rồi. Nhưng bây giờ thì lao vào nhau và vã rồi. Chim sẻ đang cố gắng điều những cung g ở phía sau, cần phải lao lên phía trước nhiều hơn. Tập trung vào ăn hoang đi. Điều phải thật tốt trong turn này. Tiếp tục là một turn nữa đều dành cho chim sẻ, turn thứ 6. Rất căng thẳng và kịch tính. Trong một bài đánh dị tới từ chim sẻ đè nơi trồ với Đỗ Thánh, và anh quyết định là sẽ giết Đỗ Thánh trong turn này. Không giết được thì chúng ta thua luôn. Vâng, lượng cung R đang dồn lên của chim sẻ là nhanh hơn so với những tân quân ở nhà VA của Đỗ Thánh. Đỗ Thánh xin ra viện. Nếu tân này bổ sung kịp thì chim sẻ sẽ là nhiều người, nhiều cung R hơn. Vẽ vội vàng một vài cái ruộng khi lượng thực. Vâng, sau 6 tân cung R đều thì chim sẻ đã không thể sóc được đều nữa rồi. Bây giờ tân thứ 7 chỉ là 3 con cung R, nhưng Đỗ Thánh đã có một tân mới ra và anh ta gom dân ra rồi. Anh ta gom dân ra rồi. Chim sẻ vẫn đang chơi tất, mặc dù những con dân đang đập rất đau. Chim sẻ để nây trồ với đối phương. Vì vậy nhưng bây giờ lượng quân của chim sẻ đang ở đông hơn so với Đỗ Thánh ở thời điểm này. Đỗ Thánh còn một con cung R và tỷ số là 1-0. Rất căng thẳng. Vâng, sau 6 tân cung R đều và đến tân thứ 7 thì chỉ còn có 3 con cung R. Nhưng chim sẻ làm như vậy là đủ. Lâu lắm rồi, 4 năm rồi chúng ta mới thấy chim sẻ đánh một cái bài theo kiểu ăn hoang như thế này. Không bao giờ chim sẻ ăn hoang cả, bao giờ cũng là tâm lý cửa trên và vẽ ruộng đi dần dần đối phương, nhất đặc biệt là đánh với các game thủ của AOE Việt Nam. Nhưng bây giờ thì là một bài đánh tương đối lạ và đã có chiến thắng trước Đỗ Thánh. Tỷ số là 1-0.